Chào mừng các bạn đã đến với kênh Góc Bếp Nhỏ. Chỉ còn vài ngày nữa là tới Tết rồi. Hôm nay mình có về quê mẹ làm món bánh mật. Mình làm một video chia sẻ đến các bạn cách làm món bánh mật ở quê mình nhé. Tết khi xưa thì món bánh mật này được yêu thích và hầu như nhà nào cũng có làm. Nhưng bây giờ Tết có quá nhiều đồ ăn ngon rồi, món bánh mật này ít được xuất hiện hơn. Bánh được làm từ bột gạo nếp, mật và phần nhân làm từ đậu xanh. Bánh được gói bằng lá chuối khô. Khi thưởng thức, bánh thơm mùi của lá, dậy mùi thơm của mật mía, phần nhân đậu xanh bùi bùi thơm thơm. Với mỗi vùng miền hoặc là mỗi hộ gia đình khác nhau thôi, cũng có cách làm bánh mật khác nhau. Người thì thích ăn bánh mềm dẻo, người thì thích ăn bánh khô chắc một chút. Mời các bạn cùng theo dõi cách làm bánh mật của nhà mình nhé. Nguyên liệu mình chuẩn bị: mình sẽ sử dụng mật mía nhé các bạn. Mình sẽ cho vào cùng với một chút gừng và đun cho mật sôi lên. Khi mật đã sôi thì mình sẽ cho ra ngoài. Đây là phần bột nếp được xay trực tiếp từ gạo nếp. Mình sẽ lấy ra khoảng chừng 500g. Mình cho từ từ mật vào cùng với bột và mình trộn đều. Sau đó mình sẽ nhào cho bột mịn dẻo và không dính tay. Bột như thế này là được nhé các bạn. Mình chia bột ra thành các phần nhỏ. Đây là phần lá chuối khô mình đã lau thật sạch. Đây là phần nhân đậu xanh này, mình bỏ qua công đoạn làm nhân nhé các bạn. Đậu xanh các bạn ngâm cho nở, sau đấy nấu chín lên và trộn cùng với đường. Ngọt nhiều hay ít thì tùy theo sở thích của các bạn. Cái này mẹ làm sẵn rồi nên là mình sẽ không quay nữa. Rán mỏng bột ra và mình cho nhân đậu xanh vào giữa. Gói tròn bột lại. Mình sẽ gói bánh theo hai cách nhé các bạn. Một cách là mình sẽ gói bánh gọi là gói bánh đôi, gói bánh cặp. Một cái là mình sẽ gói bình thường như là gói bánh nếp nhé. Đối với gói bánh cặp đôi như thế này thì mình sẽ sử dụng những chiếc lá chuối dài hoặc là có thể xếp chồng hai miếng lá chuối lên nhau. Xếp hai chiếc bánh song song và mình cuộn lại. Sau đấy xoắn lại như thế này và buộc dây lại là được. Một cách nữa là mình sẽ gói bình thường như là những chiếc bánh nếp nhé các bạn.
Và đây là những chiếc bánh mà mình vừa gói xong. Giờ mình sẽ xếp vào sừng để đi hấp. Mình sẽ hấp bánh trong khoảng thời gian là 30 đến 40 phút. Bánh sau khi hấp được 40 phút, bánh đã chín và rất là thơm rồi các bạn. Mình tắt bếp để cho bánh nguội. Và đây là những chiếc bánh mật mà mình vừa hoàn thành. Mình để nguội và đã cho ra đĩa này các bạn. Ở đây mình đã bóc ra một chiếc bánh này. Giờ mình sẽ ăn thử nhé các bạn. Các bạn nhìn này, lúc bánh mình làm nó khá là nhạt màu, nhưng sau khi luộc xong để nguội thì bánh đã đậm màu hơn. Để càng nguội thì bánh sẽ khô và chắc. Bánh này làm mình để nó vẫn còn hơi ấm ấm. Bánh ngọt thơm dậy mùi thơm của mật và gừng, bùi bùi của đậu xanh. Bánh để nguội thì nó sẽ chắc hơn như thế này các bạn ạ. Bạn nào mà thích ăn bánh mềm hơn thì các bạn có thể cho thêm mật vào nhé. Mình sẽ bóc thử một chiếc bánh kẹp đôi để các bạn cùng xem này. Đây, chiếc bánh kẹp đôi khi mà mình làm xong thì nó sẽ như thế này. Mình mở ra để các bạn xem. Khi các bạn hấp hết mùi của lá chuối khô nó cũng rất là thơm đấy các bạn ạ. Đấy, các bạn bóc ra nó rất là dễ dàng này. Đây là chiếc bánh mà mình đã cắn đôi ra. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Chúc các bạn có một cái Tết thật vui, thật hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình và người thân. Chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.